Vâng ạ, chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Trung Thiên anh chị mình nhé. Trong video ngày hôm nay em sẽ lên một tác phẩm, hai tác phẩm rất là ý nghĩa đối với con dân người dân Việt Nam chúng ta. Thì ở đây là hai tác phẩm là vị lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng như là vị đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt hơn nữa là được chế tác trên chất liệu gỗ rất là quý hiếm, gỗ vương mộc tử đàn anh em mình nhé. Và anh em mình có thể là thưởng lãm cho em trai hai tác phẩm ạ. Đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chế tác liền khối, chế tác sắc nét và hàng đục truyền thần cho em trai, đục tứ diện anh em mình ạ. Và trên chất liệu gỗ vương mộc tử đàn với một cái tác phẩm, với hai tác phẩm rất đẹp như này, em sẽ thông báo chiều cao kích thước từng tác phẩm một để cho mình cân đối mang về cho công dân của nhà mình anh em mình nhá. Hai tác phẩm này thì với kích thước nó cũng xem nhau, anh em mình có thể thưởng lãm cả hai cho em trai. Tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh là cao là 69, ngang là 26 và sâu là 21 ạ. Đấy, còn bức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là cao là 70, ngang 25 và sâu là 20 anh em mình nhá. Ở dưới này thì em trai cũng chế tác những cái tên của những nhân vật anh em mình ạ. Đấy, của hai hai người rất là giỏi của người dân Việt Nam chúng ta. Và các bác có thể nhờ thưởng lãm cho em trai là hai tác phẩm này chế tác rất thần thái, rất đẹp anh em mình ạ. Từ cái diện mặt của bác Giáp thôi, làm ánh mắt cũng như là nhìn cái thần thái của mặt của bác rất đẹp em mình ạ. Đây, và các bác có thể thưởng lãm sang tượng của bác Hồ, bác rất đẹp luôn em mình ạ. Đấy, làm chế tác từ những cái phần tay, phần tá, vật áo, làm những cái họa tiết rất đẹp em mình nhá. Và hai tác phẩm này thì bác nào quan tâm, đấy các bác có thể thưởng lãm sang đằng sau cho em trai. Bác nào quan tâm muốn sở hữu một trong hai tác phẩm hoặc là cả hai tác phẩm như thế này thì để cho không gian ngôi nhà mình đẹp và nghệ thuật và mang một cái gì đấy rất là biết ơn đúng không ạ? Thì có thể liên hệ trong qua đầu số hotline quen thuộc của bên em trai là 0836776688 để em trai có thể là gửi lại hình ảnh chi tiết tác phẩm cũng như là báo mức giá tại xưởng anh em mình giao lưu em mình nhé. Cảm ơn chị đã theo dõi xuyên suốt video và hẹn gặp lại chị trong những video tiếp theo ạ.